em nó làm rút tao rút chân nó bên chân. Không phát hả chị? Gì vậy chị? Trời ơi, một hồi nữa. Không phát hả? Tao có đem quà cho nó chị Vũ. Đây là con phát trực tiếp. Không. Có em mà nó bẻ lì từ hồi nhỏ luôn rồi. Đây là em Trần Thị Ánh Quý. Vô đây giờ chị nói. Chào chị. Em đây hả, hai con chị đây hả? Đây là hai đứa con chị giới thiệu với Trâm á, là đây là em Trần Thị Ánh Quý ở thôn An Ninh, ở đây là thôn An Ninh của phường của Ninh. Thì có anh Thủy, hôm nay có đại diện Thủy là trưởng thôn ở đây. Thì chị dẫn em về còn đoàn á thì nghiên cứu hỗ trợ cho em, vừa rồi bỏ thì nói chung nó cũng lũ rồi, đủ thứ ở nhà nó khó khăn. Hiện tại em Quyết á là có mẹ bị ung thư não, còn ba thì bệnh thận chết qua đời rồi. Nhưng mà mẹ đang ở đâu vậy chị? Bên kia là dạ, hồi xíu mình qua mình ăn luôn ha. Có một đứa em nó là bị bại liệt co rút nằm chỗ nè, thì mẹ đừng con đừng đọt cái xác rất là khó khăn. Thì em Quyết có hai đứa con mà chồng nữa, nhưng mà chồng thì đi làm gì ai gọi gì làm máy thôi. Dạ. Để kiếm sống nuôi vợ với con rồi chứ. Con bé chạy sao cân thì cái nhà chưa đủ nát thì sao mà đạt cho nó nát thì có biết làm nhiều gì đó thì em biết Trâm tới rồi. Trời dạ để mình đi vô nhà đi. Trời cái nhà chưa nát thì sao mà đạt cho nó nát nữa không hả trong kia, nhưng mà nó có quá nhiều không được thì nó em à. Chào vô đây con nè. Vậy là từ bữa giờ, từ bữa bỏ tới nay là không có ở đây luôn á chị. Ở gì được nữa, vừa chiếu, ở sắp lại được, qua bên cá bên bà nội ở. Để hai đứa nhỏ này nó học nè, cái ngủ thì giường nó bị tóc. Rồi xích cửa con nước cái này luôn rồi nè. Rồi bữa giờ con học cái gì? Dạ, hả? Nhưng mà nước hết rồi. Này là bài cho con. Này là nhà mình cũng xây lâu rồi phải không chị? Nói chung là cũng lâu rồi em, mà bây giờ vợ chồng kinh tế cũng khó, bây giờ có một cái chuyện có tiền thì sao là ở không được. Bây giờ nó khó khăn thế này, chúng mà... cái chuyện khó khăn. Bây giờ từ bữa ở cá xong rồi nó bỏ như thế này thì hai đứa là phải dẫn về bà nội ở, dọn dọn hết rồi chứ đâu dám mở nó tóc hết gì à. Dạ đúng rồi, cái này phải làm lẻ hết rồi. Giờ cũng xin cho được vài ba triệu gì đó, nhưng bao nhiêu thì cũng chẳng đủ điếu gì. Dạ đúng rồi chị. Chị cũng xin cho được ít thì. Là gì nữa đây? Chắc lúa gạo lúa thì gì. Ủa, chào nó bay. Ướt mềm hết rồi. Ở đó là bàn thờ nè. Bàn thờ. Còn ở dưới là dưới là cái nhà tao qua nó sụp đó nè. Em có đèn có sóng vậy. Đó nó tóc nó như là bé. Đây là ở đây. Nói chung là cái này là phải cũng làm lẹ hơn nhiều á. Để đây mình nhận lên. Ta đông rồi. Em một cái sổ quá. Ở số 13 đến đây chắc thôi, có tiền quá không còn. Dạ rồi. Chung là nhà cửa này bây giờ chị cũng đi qua ngoại cho qua ngoại bà nội chứ hả? Nhưng mà mẹ của chị mà bị bệnh đó là nằm ở đâu chị? Mẹ là nằm bên cái gác lớp ở dưới. Vậy thôi mình đi qua mình thăm luôn đi chứ nhà cửa này. Đi ra mẹ con. Là bị ung thư, ba chết rồi, ba giai đoạn cuối bị thận á, còn đứa em con rút nằm chỗ bên đó. Xin tiền hỗ trợ quỹ nghèo cho quỹ phụ nữ em cái đó là bà là bên quỹ phụ nữ người ta tặng để mà hỗ trợ làm ăn đúng không? Làm ăn có đó vậy nè, đến con bò nó cũng đỡ cho người khó khăn. Đi trước chị, đi trước đi chị, em không biết đường đó chị. Đây đi bộ qua em à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú bị giai đoạn cuối em à. Chồng mẹ quá, nói chung cũng mới mất thôi thôi. Còn chỉ thì bị u não, nói chung là cô Sài Gòn mất rồi vậy. Cô bị phát hiện bệnh bao lâu rồi cô? Cô hồi đó thì cô cũng phát hiện. Ra thì cô biết, nhưng biết nó bệnh nhưng mà không biết bệnh gì rồi cô nghĩ là cứ lo đi nuôi chú biết đó cái rồi để cho biết lên 4 tháng rồi bắt đầu dần đó cô rất là cũng ngoại rồi cô mới đi bệnh viện mà cô dần đó cô mới. Chú cũng mới mất à? Bây giờ cái đứt chó cho em mỗi ngày cô. Cô bệnh tình của cô thì đầu cô bên đây nó ra tóc hết rồi. Chứ bữa là mỗi bên đây à con. Nên bữa nay nó có chỗ này nó lỗn vô một lỗn đi một giờ rồi dài là lỗn vô một lỗn. Rồi em là năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Sinh năm 2004. 2004 rồi. Mười mấy tuổi rồi đó, 19, 16 tuổi rồi đó chứ. Mà do là từ nhỏ giờ luôn á. Từ nhỏ giờ nuôi ôm biết nằm chỗ vậy đó. Ừ, ăn cháo không thôi ạ? Ăn cơm. Ăn cơm. À, ăn canh á. Ăn canh á, bữa sáng ăn cháo. Thôi, cười quá. Cười theo. Nãy quên đem mấy thùng sữa. Nãy quên đem mấy thùng sữa. Em thì vậy thôi chứ em đâu biết gì đâu cô hả? Biết hết luôn hả? Biết hết nhưng mà nó làm đó thôi chứ còn ra không có làm gì được hết. Nhưng mà cái gì em biết thì giờ nó là có TV là bọn của nó thôi mà. À coi TV hả? Nó coi TV là bọn của nó. Coi TV có coi phim của chị Trâm không? Biết chị Trâm không? Chị Trâm đóng phim nè. Diễn viên Hồ Bách Trâm không? Ủa? Cô à, đây là diễn viên Hồ Bách Trâm. Hàng cây hồi, dạ. Hồi sớm giờ nhìn chúng là giống nhớ là không ấy. Rồi, nhìn ở trong em cũng tốt lắm. Nhìn là sớm giờ tại vì cũng hao qua phim này nè. Tự là giới thiệu với cô để cô biết em. Để cô đút cho em ăn sang đi rồi. Rồi. Trời ơi trời. Nhớ hàng không? Hả? Sao vậy? Ăn nha. Ăn nữa. Ăn nữa hả? Nhỏ đưa rồi. À, khỏe hả? Chung mấy lần có quà có đồ thì chị cũng xin cho chút quà cái đồ vậy đó. Nhưng mà em rồi tiểu tiện này nọ sao cô một mình cô chăm hết hả? Ừ thì bây giờ cô đi đợt cô chăm cho chú ở ngoài bệnh viện thì ai chăm em? Nhà có một tí. À nó nhà nó chạy qua nhà chạy lại nó lâu. Chạy qua bên nó chạy lại đâu. Rồi cứ mở tivi rồi con biết tới giờ ăn rồi đút cho em. Thì bên nam mà ở nhà cho mẹ bóp mà làm đồng là để cái tivi thường xuyên thăm bóp trên thăm bóp rồi rồi đóng cửa lẹ. Đóng cửa lẹ để cho xem tình hình này thôi. Nó cứ nó qua phim nó mẹ tắt tivi là mẹ ở nhà. Hay kêu cho em kêu mà không có điện tắt cấp điện là phải ở nhà với nó. Đó, kệ mà mở tivi cho em nó có vui. Mấy này ở nhà coi nào nó đi học. Đi học luôn rồi. Con là lúc mà sinh ra là em bị luôn rồi bây giờ cái chân cảnh nó đỏ nó như nó có nhiều tội miếng này nó không có hàm không có hàm mà nếu mà nó cảnh như mấy đứa kia là nó đi được á cái này nó té mấy ngày này. Nó không té luôn, không đi được mà nó teo luôn mà. Nó teo bây giờ má teo này nó teo hết rồi. Teo cơ hết rồi. Cứng ngắc hết luôn rồi. Cứng hết luôn rồi. Teo cơ hết rồi. Ăn nữa không? Uống nước nha. Ăn không? Rồi, ba đây nếu không uống hiện. Cười ăn. Cười miết hả? Tội quá. Em bắt tay cái đi. Giờ bắt tay chứ. Bắt tay với chị diễn viên Hồ Bách Trâm cái đi. Rồi ráng ăn uống vô cho mạnh khỏe nha. Ok dạ, không? Dạ đi con. Con dạ đi. Thôi thôi nha cơm đi nè. Trời ơi miệng còn cơm không nữa mà cười miết thôi. Ăn cơm đi nha. Bắt tay cái nè. Ráng ăn uống vô nha. Dạ không có gì. Cười á. Cười á. Vui á. Vui đúng không? Dạ đi con dạ qua. Rồi. Dạ tội. Rồi mình đi lên nhà đi cô. Rồi ngồi coi phim nha. Lên đây nha. Đây nha.
vậy đó. Anh ghé con. Con coi đi cho nhà cái gì em đâu. Được rồi, con ngồi lại đi con à. Đây đây, con sao không à? Được rồi, con, được rồi, cô ăn uống rồi mình có dùng còn dùng thuốc nữa không? Có, cái đi ăn hết là bác sĩ nó cho mua thuốc mạ bây giờ. Đây mình nói thuốc mạ là mình mua. Thì với cô ấy là thời gian nó cũng cho phép nhiều. Vì con nó hồi trước đó sao nó khổ, nó mua vì bệnh chú, vì đau thì cũng tiền giúp đỡ cho cô chú. Bây giờ bão lũ rồi vừa qua thì điện thoại nhà cửa của em Quý cũng khó khăn. Thì hôm nay có em ngồi ở trong thì những viên như quê cô Vinh cũng về ghé thăm cô để hỏi chia sẻ với địa phương nói chung và thăm hoàn cảnh gia đình của cô với em như vậy. Thì cũng có chút gì đó gửi tấm lòng này cho cô. Thì đại diện đó là anh Thủy trưởng công an Ninh. Dạ. Và cũng cùng đồng hành với cô. À, cái này là một cái phần quà nhỏ nha cô. Cái này là có cháu này nọ kia thì cái cháu này con chỉ cho cô nè. Như vậy sợ cô biết á, cái cháu này cháu tươi á, cũng ngon lắm. Thì cái này á, là cô nấu cái nồi nước sôi á, xong cô thả nó vô cho nó nóng. Rồi cái rồi cô cắt cái bịch này ra, cô đổ ra là cô cho em ăn được luôn nha. Cháu này cháu dinh dưỡng á, bổ. Với lại cái bột cua cấp này là mình cũng bỏ ra là mình pha lên mình uống cũng bổ. Với lại có một cái đèn pin trong này nữa nha. Đó, để cấp điện hay gì đó mình xài được. Đèn pin này, đèn pin này cô găm điện vô không? Đèn pin gọi là đèn pin sạc á. Pin sạc điện á. Mình canh nó mưa mưa rồi mình sạc. Còn thật ra thì con cũng là thay mặt cho mạnh thường quân thôi cô à. Thay mặt cho mạnh thường quân thì hỗ trợ tiền cho chút ít của ít lòng nhiều mà. Thì bây giờ nhà của chị Quyết thì bị như vậy á. Thì nói chung là con cũng đi nhiều nơi á, cho nên là bây giờ mình cũng chia ra mỗi nơi một ít. Thì bây giờ là con hỗ trợ là tại vì nhà mình hoàn cảnh cũng đòi đặc biệt á. Chú thì mới mất, em thì bị tật, cô thì bị não đúng không ạ? À? Rồi bây giờ cô vẫn phải đi khám và uống thuốc luôn ạ. À. Đi, cô đi ta có 6 tháng thì ta có một lần. Dạ. Thì cái này là con cũng là hỗ trợ một phần ở đó thôi, là cũng hy vọng là sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn tới giúp đỡ mình nữa nha. À, thì cái này là em gửi cho chị Quyết là 5 triệu ạ. À. Dạ. Cái này là để cho chị hỗ trợ mình mua tô này kia để mình lợn nha chị. Dạ. Còn cái này là con gửi thêm cho cô để mà cô mua cháo này kia cho em nha. À, đồ ăn cho em bị tật á. Cái này là gửi thêm 2 triệu nha cô. Dạ. Cô cũng cảm ơn con, trước là cảm ơn con xanh nó cảm ơn hết mạnh thường quân. Dạ, cái này là con cũng là thay mặt cho mạnh thường quân thôi. Bởi vì khi bước vô đăng giường là cô nhìn mặt là cô nhớ. Nhưng mà cô thấy rất là quen nhưng mà không biết cái gì nó là trái gì nha. Không phải xem phim quà. Phim cô phim quà đó mình thử ra thấy. Chứ xong mà nhiều có nhiều trong lúc khó khăn của cô này thì cái số tiền cũng rất là lớn đó, thì em Trâm cũng kết nối với mạnh thường quân hỗ trợ cho cô 2 triệu à. Nói chung là 5 triệu để sửa nhà thì kệ nó có gì thì dạ. Em san sẻ cái khó khăn nói chung là mong là bây giờ chị với lại cô là nhiều sức khỏe để mình lo cho em lo cho con thôi nha. Nên em hỗ trợ thôi chứ còn mà bây giờ cũng muốn có nhiều tiền thôi để hỗ trợ nhiều hơn lắm nhưng mà bây giờ còn chia cho nhiều hoàn cảnh nữa. Cũng nhiều hoàn cảnh. Dạ. Đặc biệt. Thôi nói chứ thay mặt địa phương cũng cảm ơn chú cô Kiều. Nói chứ là cô Kiều là cũng kết nối được. Dạ. Với lại hãng từ từ đó chứ với lại dạ là mọi người cứ bình thường đi chứ thì cảm ơn này kia nó con ngại lắm mà không sao đâu. Em quan tâm địa phương giống mình khác có cách là cảm ơn. Dạ thôi con cũng xin phép con đi nhớ nha tại con đi còn nhiều nơi nữa cô. Phim rồi bây giờ nhìn nhớ quà thấy nhớ mấy tên kia trong hợp tiền đây đi qua phim miếng đi qua miếng 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 qua bye bye nha. Em giơ tay lên chặt chị đi. Giơ tay lên bắt chút nữa là về nè. Tay kia kìa, tay này nè. Chết trời, móc vô đó rồi. Đây đây, gần qua đây đúng rồi. Gần qua đây nè. Đây. Tay cái nữa. Ồ trời ơi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ăn uống nhiều vô nha. Nha. Giỏi chứ. Giỏi. Nha, đi về nha. Bye bye. Rồi thôi em cũng đi luôn nha chị. Cảm ơn chị. Dạ rồi không có gì đâu, cái này em thay mặt cho mạnh thường quân thôi. Cảm ơn chị ạ. Dạ con đi luôn nha con. Con cảm ơn con, biết cảm ơn hết mạnh thường quân. Dạ dạ không có gì đâu. Con đi luôn nha, con còn nhiều chỗ nữa con đi luôn.
Dạ con đi nha. Rồi, cho mọi người đây là một trong những hoàn cảnh mà rất là đặc biệt rồi. Thấy rất là thương. Bây giờ mình đi qua chỗ khác nữa.